Hello mấy bạn, em là tên Khoan. Hôm qua em làm về á, đi cả 5-6 chợ để mua cái con này nè. Cái con này là cái bằng turkey, gà Tây Phong. Dạ, em phải đi quá trời chợ á, tại chỗ nào cũng là bán một con 40 đồng, 50 đồng, y là 1 triệu đồng tới 1 triệu 200 ngàn đồng. Mà cái em đi cái tiệm mà cuối cùng này á, nó là theo nó đề là 42 đồng, mà nó bữa nay nó cảm á, y là nó trừ phân nửa á, chỉ có 22 đồng mà, thì gần 600 ngàn đồng đồng. Mà cái này là 22 đồng tiền Mỹ. Là cái tiệm này nè, Safeway á, dưới mấy bạn mà được đi nước Mỹ á, hay là đi hoặc cái này dưới ở Mỹ rồi đó là biết Safeway là tiệm nào. Dạ. Cái này là cái con turkey này á, em mua là cái này là cái 20 pound trong nước Mỹ, mà nước Việt Nam là cái 10 kilo. Thì là 22 đồng thì mỗi con, y là 22 đồng thì mỗi pound thì cái dòng dòng 2 đồng tiền Mỹ, hay là mỗi kilo 10 kilo thì 10 kilo mà trả 22 đồng, 2 đồng 1 kilo. Còn cái này là 20 pound thì không phải là một một đồng một pound. Dạ, ok. Vậy cái này em hôm qua về 6 giờ dục vô cái này đó là cái sink á. Bên Mỹ thì nói là sink, mà Việt Nam thì em ở bên đây lâu quá không biết cái sink và chữ Việt nói sao. Mà giờ em cắt nó mở coi coi sao nha. Dạ. Nè, cái này là gà tây nè, bự không? 20 pound hoặc là 10 kg á, nè không? Như đây là mua nè, 23 đồng tiền Mỹ. Mà em ở cái tiểu bang Washington á, thành phố Seattle á, mỗi lần mua đồ ăn hay mua gì á, nó 10% thì là cái 2 đồng 30 đồng tiền thuế. Vậy cái con này là cái 25 đồng. Như vậy mấy bạn thấy không, nó có cái cục này nè, mình nấu á, chừng nào chín nó phổi lên rồi nó cột cái giò cho nè. Không, bắt đầu chuẩn bị giờ em rửa nó rồi bắt đầu nấu. Cảm ơn nha mấy mấy bạn, cảm ơn.